giờ gì? Xem quay lại bác trưởng họ nhà thằng. Ai là phù dâu phù rể nhỉ? Dạ phù rể. Đây là bắt đầu gọi em trai mà đây là phù dâu. Đây là phù dâu. Chứng gọi như gái. Còn chúng ta là bạn bè. Đây là hội tiền ông tiền bà. Đây hội ông bà. Đây là hoa cưới. Người ta vào lịch sự đi, lượn một vòng rồi đi ra, chúng ta có đi ăn. Lượn một vòng chào hỏi ơi. Đây là người tình cũ. Đây là người tình cũ. Đây là người tình đơn tình để tiếp thảo ra để đánh ghen. Đây là vòng. Đây là bác trưởng mọi nhà Nam. Tướng ngồi. Tướng ngồi. Hai họ đang ngồi. Hai họ đang ngồi đập ván. Ô bác trưởng mọi nhà gái đang ngồi đi. Hai người ngồi đứng tay của bác. Bây giờ bác trưởng mọi nhà trai và bác trưởng mọi nhà gái tiến sĩ tin mà. Đâu ra. Good. Đây là khâu chuẩn bị. Cố lên. Cố lên công ơi. Công ơi. Mày muốn quà đi. Biết thử nha. Mày thì cứ đứng ở giữa cửa lớp nói đi. Không mấy thì mình đi đâu thằng nào. Thằng nào ngại chạy mất thế nào. Không chỉ nói được thôi. Công ơi lấy điện thoại nhanh. Lấy điện thoại nhanh. Đi hỏi vợ cho công đi. Nén đau trong lòng đi hỏi vợ cho công. Hòa rồi, ố rồi. Đúng rồi, người ta thường hay. Hôm nay phân sinh nhé. Bà cả phải công chắc đến. Hỏi vợ cho ông. Hỏi vợ cho ông. Hay là anh cầm một đứa nhá. Cầm cái gì? Thật sự tự tin lên chứ. Can đảm lên chứ. Quay từ nãy giờ người ta coi. Máy của Dung quay đẹp thế. Một kỳ đó. Một kỳ 10 hộ đều chỗ nào? À, bọn em là học.